Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình bắt con vịt về thì đây làm tiếp canh đây. Vịt tai. Rồi vịt tai nhá. Cắt tua này nào, tua cải nào. Từng cắn ra tua cải. Cái tua mỏ lục phừng thế nào. Đấy. Đấy, ôi giời ôi bác. Đấy, còn đấy mới ngon. Nay thì làm cái canh mới tuyệt vời. Còn nay mới ngon. Hai cân dưới không? Hả? Hai cân dưới hai cái dưới là được rồi. Cho tôi cám con cò kia được lắm. Hả? Cân đi, lấy cái cân ấy. Hay là mưa cần nải lắc. Tôi để mà sẽ khéo nữa. Con này nhìn đẹp hơn. Chế há mà cắn một bát tô kia thì khỏi phải nói. Làm nước sôi rồi. Long bật nước đây cho nó sôi đi. Thì con vịt. Buộc chân này chị mẹ. Buộc chân rồi, kéo ra đi. Vừa mới mua về là vịt ta nói đấy. Mua nhà ở tốt, tuần thì có bà ta. Ô cái này phải tuần nó mưa tại nó liền ấy. Nhà anh tại. Thôi tôi đứng lại thích ăn gì thế này. Thích ăn thích canh vịt. Lúc thì nhà không thịt nó phải không ăn rồi, tôi đứng lại mua. Đấy. Vịt ta nói vịt đông xì này. Còn mình đi lươn dưa để thái này. Mình đi lươn lá. Như cái tả lá. Mìa. Tả nó thế. Nó đủ này cho nó đi sâu rồi. Cái đồ thư mình lại là. Chỉ lấy cái củ cánh với cả cái cổ thôi. Quá ngon luôn. Hôm nọ nhà Hoàng hai con chả được, chả được ban nào thế. Chả được. Đúng rồi, lấy vào cái kia đâu. Đấy. Thế được rồi. Cắt. Thêm thử ra. Thì chặt hết cái cánh như vậy này thì bom làm nhân biết. Ui, cắt quật đúng chỗ nách. Cắt quật chỗ nách. Hơi tối ở đây. Đấy. Tội nhỉ. Còn đấy. Một cái dao này đúng là dao không được mang cái bài. Này, như răng cưa. Thế mà cứ bảo thả nào ông không chịu bom là phải. Tin ở trong kia à? Được. Hả? Được. Thế? Tin trong cửa lông kia. Hả? Tin trong cửa lông kia đó. Lâu. Lâu rồi. Quá rồi đấy.
chín á. Không có chứ. Để tôi cho ra đĩa đó. Đấy, cái kia thì cái cành hơi bị tiết phẩm. Đấy, đây là nhân đấy. À, còn tí còn lạc nữa, các kiểu kia mình lúc nào cần ăn thì mình cho xuống. Rất là nhiều ấy. Nhà làm cái chấm bằng tỏi đây. Cái này tỏi đấy, cái này chấm bằng tỏi. Khi để làm nước chấm này, nước chấm vịt đấy. Già lắm rồi. Có bún lên luộc ít, có canh ngon. Canh ngon, nước chấm ngon rồi. Nước chấm quá ngon. Nó mới bún vịt thì vịt bún. Đưa vào đây. Tí để cho ông trưởng nó chắc. Gần 20 phút rồi. Trong cái mấy cái gan không à? Để đấy tí nó nguội xong rồi dán qua một cái. Ôi ôi. Có rồi, có rồi. Chưa. Làm bông mật rất là thơm nhỉ. Bát thơm. Miếng nào ra mình đấy. Cái trên kia là cái nước mắm nữa. Ăn nước chưa? Nước ở đâu? Lệ là 50-50. Lệ là 50-50 à? Đấy, cực ngon nha này. Cực ngon luôn. Cực ngon luôn thì đấy, quá tuyệt vời. Đấy. Quá ngon luôn. Đưa đi canh đưa rồi. Ôi quá ngon, quá ngon luôn. Ngon hấp dẫn thì canh vịt đấy, cái này là thịt canh vịt đấy. Quá ngon. Chanh này. Đây này, ngồi vào đây. Thơm. Đấy. À, ngồi đấu thường thì tóc cái lạnh thì khô hết thì đấu thường.
kia chạy vào mình lên đạn nó đỡ nó lại chạy đi. Hai chia nhau tí thế đi, thấy không ngoan không? Cái này là may hôm nay vợ mình đi nhá, không thì cho mình ăn rau răm thế là ăn đủ đấy. Ngon rồi, ăn cái cơm đi mấy. Ba này ba tí. Đấy là cái chanh này. Có ít rồi thì mình cho cơm xuống thì mới ngon. Bỏ thêm cái lạc nhá. Quăng ngon luôn. Ngọt. Ra nữa. Quăng ngon.